Chào các bác nhé. Bây giờ là 16 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều của ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Qua vòng mấy ngày nắng vừa qua thì em bán máy tiếp tục buổi ngày hôm nay, thì em vừa vệ sinh được xong một con máy, chưa kịp lắp vỏ ấy. Đây là cái cục lóng của nó. Đấy, còn đây mặt lạnh. Đấy, thì mặt lạnh em đã lắp xong rồi, còn cái cục lóng thì hiện đây em test máy và review luôn cho các bác. Cho các bác nào có nhu cầu về điều hòa thì tiếp tục em lại giới thiệu luôn. Đấy, con này là 12.000 BTU. Có những công suất như sau, tức là con này là có những tính năng là có eco này. Đấy, và có vệ sinh dàn lưới. Đấy, còn 12.000 nó chỉ làm có tính năng eco lobby và tự động vệ sinh dàn lưới thôi, chứ không có la lô khử khuẩn. Đây là cục lóng của nó, đây các bác nhé. Cục lóng của nó thì em vừa lấy xong, tức là con này thì em đang vừa vệ sinh xong, chưa lắp vỏ được vào, và tiếp tục em test máy luôn thì review luôn cho các bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Em cùng các bác kiểm tra xem con này nó chạy nhau này. Thì con này là chạy được khoảng 15 phút rồi. Nước đã chảy rồi, có nhìn này. Cái độ ẩm hôm nay nó không cao nên là nó chảy nước bình thường, không mỏng. Đây là cái cục lóng của các bác nhé, chạy rất là êm luôn. Đấy, em chưa lắp vỏ vào để chạy lốc không. Đây là nó sẽ bên Nhật họ, tất cả những dòng máy của Nhật họ sẽ có cái lớp một cái này gọi là cái lỉ để chống ồn cho cái vỏ lốc. Đấy, bên trong là cái lốc này. Đấy, đây là bộ dàn hai lớp. Đây là cục lóng của nó nhé. Họ được thiết kế rất là chi tiết và nhìn trông đồ của Nhật họ rất là khôn đồ so với những cái đồ máy của chúng ta. Đấy, thì em cùng các bác kiểm tra xem con này nó chạy nào nhé. Đấy, hồi nãy thì nó tăng hết tua nhưng bây giờ nó chỉ còn 7,1 ampere, tức là điện 100V. Bởi vì độ lạnh nó đã trên dàn nó đã có nước chảy thì nó sẽ có cảm biến nha, đầu ruồi ở trên. Đấy, nó sẽ cho chúng ta chạy nhanh hay chậm, tăng tua hay giảm tua đều là do cái cảm biến ở bên trên các bác nhé. Nhưng mà với cái thể trạng là, tức là bây giờ em đang thử ở cái không gian này, nó sẽ không xuống sâu hơn. Với cái nhiệt độ chỗ em đang ở bây giờ đang là 30 độ C. Đấy, các bác nhìn này, 30 độ C. Đấy, cửa gió là xuống được 18 độ. Chạy khá là lạnh. Con này em chạy đã đạt. Còn áp ga các bác nhé. Áp ga tức là 160-170 và si. Áp ga đủ rồi. Đấy, đường hồi đường đẩy bộ môi ướt đi, rất là lạnh. Con này chạy rất là ok. Đấy, xong quá trình em vệ sinh xong rồi em test luôn. Đấy, đây là cái hệ thống quạt và cục lóng nó chạy. Rồi, con này thì em đã test ngon lành cành đào. Vậy bác nào có nhu cầu quan tâm về điều hòa thì sau 1-2 ngày tiếp tục trời bắt đầu lại có hiện tượng nắng lên và tiếp tục sẽ nóng. Vậy cô bác anh chị nào cần nhu cầu về điều hòa con 12.000 này, đấy, thì hãy liên hệ với em nhé. Điều hòa tiếp tục em lại về một số con mới và em vệ sinh dần dần sẽ đăng lên cho các bác. Tôi bác nào cần nhu cầu về điều hòa con 12.000 BTU hàng tính năng thì hãy liên hệ. Vâng, xin chào các bác.